Xin chào anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu nội dung tiếp theo của bài 2 Tổ chức chính quyền địa phương theo pháp luật hiện hành. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu mục Ba La Mã. Trong mục này, chúng ta sẽ nghiên cứu về hai cơ quan cấu thành nên chính quyền địa phương, đó chính là Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào nghiên cứu phần A, Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân có vị trí tính chất pháp lý như thế nào? Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta cùng nhau nghiên cứu mục một nhỏ, vị trí tính chất pháp lý của Hội đồng Nhân dân. Vị trí tính chất pháp lý có nghĩa là chỗ đứng và vai trò của Hội đồng Nhân dân theo các quy định của pháp luật. Cụ thể, theo quy định tại khoản 1, điều 113 Hiến pháp năm 2013, điều 6 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, quy định Hội đồng Nhân dân có vị trí tính chất pháp lý như sau: là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và các cơ quan nhà nước cấp trên. Từ các điều luật trên, chúng ta có thể rút ra vị trí tính chất pháp lý của Hội đồng Nhân dân như sau. Thứ nhất, là cơ quan đại diện cho nhân dân ở địa phương. Thứ hai, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Để hiểu rõ hơn về vị trí tính chất pháp lý của Hội đồng Nhân dân, chúng ta sẽ phân tích ở các mục dưới đây. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào phân tích vị trí tính chất pháp lý đầu tiên của Hội đồng Nhân dân. A nhỏ, cơ quan đại diện cho nhân dân ở địa phương. Hội đồng Nhân dân là cơ quan đại diện cho nhân dân ở địa phương. Điều đó có nghĩa đây là cơ quan thay mặt cho nhân dân địa phương, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của người dân địa phương. Vị trí tính chất pháp lý này được thể hiện thông qua ba nội dung. Thứ nhất, cách thành lập. Thứ hai, cơ cấu thành phần đại biểu. Thứ ba, nhiệm vụ phản ánh tính đại diện. Về thể hiện thứ nhất, cách thành lập. Hội đồng Nhân dân là cơ quan duy nhất ở địa phương do cử tri ở địa phương trực tiếp bầu ra. Về cơ cấu thành phần đại biểu, Hội đồng Nhân dân gồm các đại biểu đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân, tất cả các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo của một địa phương. Về nhiệm vụ phản ánh tính đại diện, Hội đồng Nhân dân gồm các đại biểu. Các đại biểu có nhiệm vụ phải thường xuyên liên hệ với nhân dân địa phương, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, để nhằm thu thập những tâm tư nguyện vọng của nhân dân địa phương. Đây là những nhiệm vụ rất quan trọng của người đại diện cho dân. Đồng thời, các đại biểu, Hội đồng Nhân dân phải chịu sự giám sát của cử tri. Về vị trí tính chất pháp lý thứ hai của Hội đồng Nhân dân, chúng ta đi vào mục B, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tại sao Hội đồng Nhân dân được gọi là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương? Điều này xuất phát từ cách thành lập của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân là cơ quan duy nhất do nhân dân địa phương trực tiếp bầu nên, trực tiếp trao quyền lực. Tính quyền lực nhà nước của Hội đồng Nhân dân
được thể hiện thông qua việc Hội đồng Nhân dân sẽ thay mặt cho nhân dân ở địa phương đưa ra các quyết định. Và vị trí tính chất pháp lý này được thể hiện thông qua hai phương diện sau đây. Phương diện thứ nhất, Hội đồng Nhân dân giúp cho nhân dân địa phương quyết định các vấn đề trọng đại, những vấn đề quan trọng ở địa phương. Phương diện thứ hai, Hội đồng Nhân dân giúp nhân dân địa phương giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Hai phương diện này cũng chính là hai chức năng của Hội đồng Nhân dân mà chúng ta sẽ nghiên cứu ở mục 2 nhỏ. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu mục 2 nhỏ, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Nhân dân. Vậy chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là gì? Chức năng của Hội đồng Nhân dân là những phương diện, những mặt hoạt động thường xuyên, cơ bản, lâu dài của Hội đồng Nhân dân. Tương ứng với một chức năng, pháp luật sẽ quy định một nhóm các nhiệm vụ quyền hạn cụ thể của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân với tư cách là cơ quan đại diện cho nhân dân ở địa phương, cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, có hai chức năng sau đây. Thứ nhất, quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương và tổ chức thực hiện các quyết định đó. Thứ hai, giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Chúng ta đi vào nghiên cứu chức năng đầu tiên của Hội đồng Nhân dân. A nhỏ, chức năng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và tổ chức thực hiện các quyết định đó. Trong phần này, anh chị và các bạn tham khảo thêm về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân trong quy định của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Ở đây, tôi xin phép được nêu một số vấn đề quan trọng mà Hội đồng Nhân dân có quyền quyết định. Đầu tiên, đó là Hội đồng Nhân dân có quyền quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Đây là một bản định hướng cho sự phát triển ở địa phương trong một thời kỳ nhất định, trong một khoảng thời gian nhất định. Vấn đề thứ hai mà Hội đồng Nhân dân quyết định đó là liên quan đến vấn đề ngân sách nhà nước. Hội đồng Nhân dân có quyền quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn. Dự toán thu tức là một bản dự trù các khoản thu cho ngân sách trong một năm. Hội đồng Nhân dân quyết định dự toán thu chi ngân sách địa phương của cấp mình, quyết định điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương. Riêng đối với Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện thì còn có quyền phân bổ dự toán ngân sách. Một vấn đề quan trọng tiếp theo mà Hội đồng Nhân dân có quyền quyết định đó là thành lập một số chức danh của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Xin mời anh chị và các bạn cùng quan sát sơ đồ trên màn hình. Đây là sơ đồ Hội đồng Nhân dân thành lập các chức danh của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Vào kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới, Hội đồng Nhân dân sẽ thành lập một số chức danh chủ chốt của các cơ quan nhà nước ở địa phương. Đây là kỳ họp cực kỳ quan trọng. Người ta còn gọi kỳ họp này là kỳ họp mang tính tổ chức. Quan sát sơ đồ, các anh chị có thể thấy Hội đồng Nhân dân thành lập các chức danh bằng con đường duy nhất, đó là con đường bầu. Đầu tiên, Hội đồng Nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng Nhân dân.
theo sự giới thiệu của chủ tọa kỳ họp. Còn trong nhiệm kỳ thì theo sự giới thiệu của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Tiếp theo, Hội đồng Nhân dân bầu Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban, Phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Lưu ý, kết quả bầu đối với Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phải được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn. Kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã phải được Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Đối với các thành viên của Ủy ban Nhân dân thì cách thành lập như sau. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân do Hội đồng Nhân dân cùng cấp bầu theo sự giới thiệu của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp đó. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được bầu tại kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được bầu trong nhiệm kỳ không nhất thiết là đại biểu Hội đồng Nhân dân. Sau khi được bầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân giới thiệu các thành viên còn lại của Ủy ban Nhân dân bao gồm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân. Hội đồng Nhân dân sẽ bầu các chức danh này. Lưu ý, kết quả bầu đối với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phải được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp phê chuẩn. Đối với cấp tỉnh, thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân còn bầu Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân cùng cấp trên cơ sở giới thiệu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Để hiểu rõ thêm về các chức danh mà Hội đồng Nhân dân có quyền thành lập, anh chị và các bạn đọc thêm Điều 83 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Qua sơ đồ trên, chúng ta có thể thấy Hội đồng Nhân dân có quyền thành lập trưởng ban và phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. Vậy, ủy viên của ban Hội đồng Nhân dân là do ai thành lập? Ủy viên của ban Hội đồng Nhân dân được thành lập như sau. Theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, trưởng ban sẽ lập danh sách ủy viên của ban Hội đồng Nhân dân trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thường trực Hội đồng Nhân dân phê chuẩn. Đây chính là điểm mới của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003. Trước đây, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 quy định Hội đồng Nhân dân có quyền bầu ủy viên của ban Hội đồng Nhân dân. Đến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng Nhân dân không còn quyền bầu ủy viên của ban Hội đồng Nhân dân nữa, mà thẩm quyền này được giao cho Thường trực Hội đồng Nhân dân. Điểm mới này của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 có ý nghĩa như sau. Điều này nhằm giảm tải cho Hội đồng Nhân dân trong việc thành lập quá nhiều chức danh như trước đây. Chúng ta cùng đi vào nghiên cứu chức năng thứ hai của Hội đồng Nhân dân. B nhỏ, chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật đối với các cơ quan nhà nước ở địa phương. Cơ sở pháp lý để nghiên cứu chức năng này, anh chị và các bạn chúng ta sẽ đọc các điều luật sau đây. Điều 87, Điều 88, 89, 96 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Chương 3, Luật Hoạt động Giám sát Quốc hội Hội đồng Nhân dân năm 2015.
Sau khi nghiên cứu mục này, các anh chị và các bạn sẽ nắm được 4 nội dung sau đây. Thứ nhất, đối tượng giám sát của Hội đồng Nhân dân. Nội dung của giám sát, hình thức giám sát của Hội đồng Nhân dân và biện pháp pháp lý. Thứ nhất, về đối tượng giám sát của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân giám sát hai nhóm đối tượng sau đây. Thứ nhất, đối tượng giám sát trực tiếp tại kỳ họp. Thứ hai, đối tượng giám sát chung, hay nói cách khác là đối tượng giám sát gián tiếp. Về đối tượng giám sát thứ nhất của Hội đồng Nhân dân, đối tượng giám sát trực tiếp tại kỳ họp. Hội đồng Nhân dân sẽ giám sát trực tiếp đối tượng này và việc giám sát diễn ra tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Đối tượng này bao gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân cùng cấp, Ủy ban Nhân dân cùng cấp, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cùng cấp, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp và Hội đồng Nhân dân cấp dưới. Đối tượng giám sát thứ hai của Hội đồng Nhân dân, đó là đối tượng giám sát gián tiếp ngoài kỳ họp. Vào những lúc Hội đồng Nhân dân không họp, Hội đồng Nhân dân sẽ giám sát gián tiếp thông qua các bộ phận bên trong của mình, bao gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân và các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đối tượng giám sát gián tiếp ngoài kỳ họp rất rộng, bao gồm tất cả các cơ quan nhà nước, các tổ chức và cá nhân ở địa phương. Vấn đề tiếp theo trong chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân, đó là nội dung giám sát. Để xác định vấn đề này, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi Hội đồng Nhân dân giám sát cái gì? Cụ thể, Hội đồng Nhân dân giám sát các nội dung sau đây. Thứ nhất, giám sát việc tuân theo hiến pháp, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Thứ hai, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức cá nhân ở địa phương. Nội dung thứ ba của chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân, đó là hình thức giám sát. Để xác định vấn đề này, chúng ta sẽ trả lời cho câu hỏi Hội đồng Nhân dân giám sát bằng cách nào? Cụ thể, Hội đồng Nhân dân giám sát bằng các hình thức sau đây. Thứ nhất, xem xét báo cáo công tác. Thứ hai, xem xét văn bản pháp luật. Thứ ba, giám sát chuyên đề. Thứ tư, chất vấn. Về hình thức giám sát thứ nhất, xem xét báo cáo công tác. Hội đồng Nhân dân xem xét báo cáo công tác của những cơ quan nào? Theo Điều 87 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng Nhân dân xem xét báo cáo công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân và Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp. Điều 59 của Luật Giám sát Quốc hội và Hội đồng Nhân dân năm 2015 quy định, Hội đồng Nhân dân còn xem xét báo cáo công tác của Ban của Hội đồng Nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp. Nghị định số 24 năm 2014, Nghị định số 37 năm 2014 quy định về cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện. Các quy định, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân phải báo cáo công tác trước Hội đồng Nhân dân khi có yêu cầu. Về hình thức giám sát thứ hai, xem xét văn bản pháp luật. Theo quy định của Điều 87, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng Nhân dân xem xét văn bản trái pháp luật của Ủy ban Nhân dân cùng cấp, có dấu hiệu trái với hiến pháp, các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên
và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cung cấp. Bên cạnh đó, tìm hiểu thêm một số quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân các cấp. Chúng ta có thể thấy, Hội đồng Nhân dân còn xem xét văn bản pháp luật của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cung cấp và Hội đồng Nhân dân cấp dưới trực tiếp. Hình thức giám sát tiếp theo đó là chất vấn. Anh chị có thể tìm hiểu Điều 96 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và các quy định khác có liên quan. Liên quan đến hình thức chất vấn, chúng ta tìm hiểu các vấn đề sau đây. Thứ nhất, chất vấn là gì? Thứ hai, mục đích của chất vấn? Thứ ba, đối tượng trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân là ai? Về khái niệm, chất vấn ở đây có nghĩa là hỏi, đề nghị, trả lời. Về mục đích của chất vấn, ở đây chất vấn khác với câu hỏi thông thường. Nếu như câu hỏi thông thường là hỏi để biết thông tin, thì mục đích của chất vấn là hỏi để nhằm xác định trách nhiệm của đối tượng trả lời chất vấn. Đối tượng trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân là những ai? Xin mời các anh chị chúng ta đọc Điều 96 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Theo Điều 96 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, đối tượng trả lời chất vấn tại Hội đồng Nhân dân bao gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban Nhân dân cùng cấp, Chánh án Tòa án Nhân dân cùng cấp, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp. Liên quan đến vấn đề này, tôi có một câu nhận định đặt ra cho các anh chị như sau. Đối tượng trả lời chất vấn của Hội đồng Nhân dân là tất cả các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Như vậy, câu nhận định trên là sai. Vì có một số chức danh Hội đồng Nhân dân bầu nhưng không là đối tượng trả lời chất vấn, như trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân, hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân cung cấp. Nội dung thứ tư trong chức năng giám sát của Hội đồng Nhân dân đó là biện pháp pháp lý của giám sát. Anh chị chúng ta tham khảo thêm khoảng 4 điều 87 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương và các quy định khác có liên quan. Trong quá trình giám sát, Hội đồng Nhân dân có quyền áp dụng các biện pháp pháp lý sau đây. Bãi nhiệm, miễn nhiệm các chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu. Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cấp dưới trực tiếp, trái với hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Thứ ba, ra nghị quyết về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người bị chất vấn khi xét thấy cần thiết. Thứ tư, yêu cầu Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp ban hành văn bản để thi hành hiến pháp, pháp luật, nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Thứ năm, giải tán Hội đồng Nhân dân cấp dưới nếu như Hội đồng Nhân dân này gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân. Biện pháp pháp lý này không được quy định trong khoảng 4 điều 87 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 mà quy định trong các điều luật về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân các cấp. Tiếp theo là biện pháp lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm, tôi có một câu hỏi đặt ra cho các anh chị và các bạn như sau. Các anh chị và các bạn hãy phân biệt lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân. Cơ sở pháp lý để giải quyết câu hỏi trên đó là Điều 88, Điều 89 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Nghị quyết 85 năm 2014 Quốc hội khóa 13 về lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm.
Để giải quyết câu hỏi trên, các anh chị chúng ta phân biệt theo 5 tiêu chí sau đây. Thứ nhất, khái niệm. Thứ hai, đối tượng. Thứ ba, trường hợp. Thứ tư, mức độ tín nhiệm. Và thứ năm, hậu quả. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau phân biệt hoạt động lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội đồng Nhân dân. Về khái niệm, Nghị quyết số 85 năm 2014 có nêu lên khái niệm lấy phiếu tín nhiệm như sau. Lấy phiếu tín nhiệm là việc Hội đồng Nhân dân thực hiện quyền giám sát, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu để làm cơ sở cho việc xem xét đánh giá cán bộ. Ban đầu, Hội đồng Nhân dân tín nhiệm bầu một số người vào giữ chức vụ nhất định. Trong quá trình hoạt động, Hội đồng Nhân dân tiến hành lấy phiếu tín nhiệm để đánh giá xem sự tín nhiệm của họ còn ở mức độ nào, còn được tín nhiệm cao hay thấp hay vừa vừa. Về bỏ phiếu tín nhiệm, Nghị quyết số 85 năm 2014 đưa ra khái niệm như sau. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Hội đồng Nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hay không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu để làm cơ sở cho việc miễn nhiệm người không được Hội đồng Nhân dân tín nhiệm. Bỏ phiếu tín nhiệm mục đích là để Hội đồng Nhân dân thể hiện việc còn tín nhiệm hay không đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Và hệ quả là có thể sẽ dẫn đến sự ra đi của những người này. Tiêu chí phân biệt tiếp theo đó là đối tượng. Theo Điều 88 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, đối tượng lấy phiếu tín nhiệm bao gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Ủy viên của Ủy ban Nhân dân. Về đối tượng bỏ phiếu tín nhiệm, Điều 89 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương quy định Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Như vậy, chúng ta có thể thấy đối tượng bỏ phiếu tín nhiệm rộng hơn đối tượng lấy phiếu tín nhiệm. Vì tất cả các đối tượng lấy phiếu tín nhiệm vừa nêu đều do Hội đồng Nhân dân bầu. Nhưng có một số chức danh Hội đồng Nhân dân bầu nhưng không là đối tượng lấy phiếu tín nhiệm, bao gồm Phó Trưởng ban của Hội đồng Nhân dân, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân cùng cấp. Chúng ta cùng đi vào tiêu chí phân biệt tiếp theo đó là trường hợp lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Đối với lấy phiếu tín nhiệm, hoạt động này được tổ chức theo định kỳ. Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm một lần trong mỗi nhiệm kỳ, vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ. Như vậy, trong mỗi nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân chỉ lấy phiếu tín nhiệm một lần và tiến hành vào kỳ họp thường lệ cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ. Còn bỏ phiếu tín nhiệm, Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm trong các trường hợp sau đây. Thứ nhất, có kiến nghị của ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. Có kiến nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp. Tiêu chí phân biệt tiếp theo là mức độ. Đối với lấy phiếu tín nhiệm có 3 mức độ tín nhiệm gồm tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Đối với bỏ phiếu tín nhiệm có 2 mức độ gồm tín nhiệm và không tín nhiệm.
Tiêu chí phân biệt tiếp theo là hậu quả của lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Về hậu quả lấy phiếu tín nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân đánh giá tín nhiệm thấp thì có thể xin từ chức. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân trở lên đánh giá tín nhiệm thấp thì Thường trực Hội đồng Nhân dân trình Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu tín nhiệm. Như ở trên đã trình bày, bản chất của lấy phiếu tín nhiệm là đánh giá mức độ tín nhiệm. Do vậy, hoạt động lấy phiếu tín nhiệm không đương nhiên dẫn đến sự ra đi của người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Điều này khác với hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm. Bỏ phiếu tín nhiệm là việc Hội đồng Nhân dân thể hiện sự tín nhiệm hay không tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu. Cho nên, nếu như người nào không được Hội đồng Nhân dân tín nhiệm nữa, thì có thể Hội đồng Nhân dân sẽ miễn nhiệm người đó. Cụ thể, hậu quả của bỏ phiếu tín nhiệm như sau. Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân bỏ phiếu không tín nhiệm thì có thể xin từ chức. Trường hợp không từ chức thì cơ quan hoặc người có thẩm quyền giới thiệu để Hội đồng Nhân dân bầu chức vụ đó có trách nhiệm trình Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định việc miễn nhiệm người không được Hội đồng Nhân dân tín nhiệm. Tiếp theo, chúng ta cùng nghiên cứu phần 3 nhỏ, cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân bao gồm cơ cấu thành viên và các tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân. Đầu tiên, chúng ta sẽ nghiên cứu thành viên của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân được cấu thành từ các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Vậy số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp là bao nhiêu? Chúng ta sẽ đi vào một A nhỏ, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ở đây, tôi sẽ so sánh số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân qua các luật, bao gồm Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2003, Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật số 47 năm 2019. Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Xin mời anh chị và các bạn quan sát bảng so sánh trên màn hình. Trước đây, Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 không quy định về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân, mà vấn đề này được quy định trong Luật bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2003, điều 9. Theo đó, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có từ 50 đến 85 đại biểu. Riêng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, những tỉnh trên 3 triệu dân trở lên, bầu không quá 95 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp huyện có từ 30 đến 40 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó phường có từ 25 đến 35 đại biểu, xã thị trấn có từ 15 đến 35 đại biểu. Đến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định như sau: Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có từ 50 đến 95 đại biểu, riêng Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh được bầu 105 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp huyện có từ 30 đến 45 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó phường có 25 đến 35 đại biểu, xã thị trấn có từ 15 đến 35 đại biểu. Đến Luật số 47 năm 2019, sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, quy định như sau: Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có từ 50 đến 85 đại biểu, riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được bầu 95 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp huyện có từ 30 đến 40 đại biểu. Hội đồng Nhân dân cấp xã, trong đó phường có từ 21
đến 30 đại biểu. Xã, thị trấn có từ 15 đến 30 đại biểu. Anh chị và các bạn hãy quan sát bảng trên màn hình và tìm ra sự khác nhau về các quy định số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp qua các luật. Qua quan sát bảng so sánh trên, chúng ta có thể rút ra một số nhận xét về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2003. Thứ nhất, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã tăng số lượng đại biểu của Hội đồng Nhân dân Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh từ không quá 95 đại biểu theo Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân năm 2003 lên được bầu 105 đại biểu. Thứ hai, số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện có từ 30 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc trước đây được bầu không quá 40 đại biểu, nay tăng lên không quá 45 đại biểu. Nhìn chung, hai điểm mới này của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đều có xu hướng tăng số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân lên. Quan sát bảng so sánh trên, chúng ta có thể rút ra những sửa đổi bổ sung của Luật số 47 năm 2019 về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân như sau. Số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được bầu tối đa 95 đại biểu. Luật số 47 năm 2019 sửa đổi theo hướng giảm xuống còn được bầu tối đa 85 đại biểu. Riêng Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định Hội đồng Nhân dân Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh được bầu 105 đại biểu. Đến nay, Luật 47 năm 2019 sửa đổi theo hướng giảm còn được bầu 95 đại biểu. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định Hội đồng Nhân dân cấp huyện được bầu tối đa 45 đại biểu. Đến Luật số 47 năm 2019 sửa đổi, còn được bầu tối đa 40 đại biểu. Về số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân phường, theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, Hội đồng Nhân dân phường có từ 25 đến 35 đại biểu. Đến Luật 47 năm 2019 sửa đổi còn có từ 21 đến 30 đại biểu. Tiếp sau đây, chúng ta sẽ nghiên cứu mục B nhỏ, tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân. Qua mục này, các anh chị và các bạn sẽ nắm được Hội đồng Nhân dân có các bộ phận bên trong nào, vị trí vai trò và thành viên của các bộ phận này, cũng như nắm được những điểm mới của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 so với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 về các tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân. Những sửa đổi bổ sung của Luật số 47 năm 2019, sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương về các tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân. Cũng cần lưu ý thêm với anh chị và các bạn một vấn đề sau đây. Nhằm quán triệt tinh thần của Hiến pháp năm 2013 trong việc phân biệt tổ chức chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, xét về cơ cấu Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
trong từng chương riêng. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân của từng đơn vị hành chính được quy định trong từng điều luật riêng. Tuy nhiên, để thuận lợi cho việc nghiên cứu, tôi sẽ giới thiệu cơ cấu tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân theo từng cấp. Và trong từng cấp này, giữa cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân ở nông thôn và đô thị có những điểm gì khác nhau, tôi sẽ lưu ý với các anh chị và các bạn. Xin mời anh chị và các bạn cùng quan sát sơ đồ cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có các bộ phận gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Thường trực Hội đồng Nhân dân gồm các thành viên: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai phó chủ tịch hội đồng và ủy viên là trưởng ban và chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Dân tộc thành lập ở các tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, Ban Đô thị thành lập ở thành phố trực thuộc trung ương. Về thành viên của ban gồm có trưởng ban, không quá hai phó trưởng ban và ủy viên. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 có điểm mới so với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 như sau. Thứ nhất, về thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Theo Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Thường trực. Đến Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 đã mở rộng thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cụ thể nâng lên thành hai phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Ủy viên được mở rộng là trưởng ban và chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Như vậy, với điểm mới này, số lượng thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh tăng lên so với Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003. Điểm mới thứ hai đó là thành lập thêm ban đô thị ở Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Đây là điểm khác nhau trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương với cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Điểm mới này thể hiện sự phân biệt giữa chính quyền địa phương ở nông thôn và đô thị của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Về lý do thành lập thêm ban đô thị ở Hội đồng Nhân dân thành phố trực thuộc trung ương. Thành phố trực thuộc trung ương là những đô thị tập trung có quy mô lớn, mức độ đô thị hóa cao, có nhiều điểm đặc thù khác với địa bàn nông thôn là tỉnh và các địa bàn đô thị khác như thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Nên ở đây cần tổ chức một bộ phận để giúp Hội đồng Nhân dân chuẩn bị các đề án liên quan đến việc giải quyết các vấn đề của đô thị cũng như thực hiện chức năng giám sát. Để tìm hiểu thêm vai trò của ban đô thị, anh chị và các bạn đọc thêm cho tôi khoảng 5 điều 108 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh theo Luật số 47 năm 2019, sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Theo đó, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban. Thường trực Hội đồng Nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân,
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy viên là trưởng ban. Ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Văn hóa Xã hội, Ban Dân tộc, thành lập ở các tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Ban Đô thị, thành lập ở thành phố trực thuộc Trung ương. Thành viên của các ban gồm trưởng ban, phó trưởng ban và ủy viên. Như vậy, luật số 47 năm 2019 đã có một số sửa đổi bổ sung về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh như sau. Về thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. Về số lượng phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân, luật số 47 không quy định số lượng phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là 2 nữa, mà quy định như sau. Trường hợp chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì có một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Trường hợp chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì có hai phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Như vậy, số lượng phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có thể một hoặc hai, phụ thuộc vào chế độ chuyên trách của chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Về ủy viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân, luật số 47 quy định ủy viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân là trưởng ban, không còn ủy viên là chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nữa. Vì theo luật số 47, không còn quy định về bộ máy giúp việc cho Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, đó là văn phòng Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nữa. Luật số 47 năm 2019 có một số sửa đổi bổ sung liên quan đến thành viên của các ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh như sau. Không quy định số lượng phó trưởng ban là không quá 2 người như luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 nữa, mà quy định trường hợp trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách thì ban có một phó trưởng ban. Trường hợp trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách thì ban có hai phó trưởng ban. Như vậy, số lượng phó trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh có thể là một hoặc hai, phụ thuộc vào chế độ chuyên trách của trưởng ban. Xin mời anh chị và các bạn cùng quan sát sơ đồ trên màn hình. Đây là sơ đồ cơ cấu tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân cấp huyện theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban. Thường trực Hội đồng Nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, hai phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, ủy viên là trưởng ban. Các ban của Hội đồng Nhân dân gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế Xã hội, Ban Dân tộc, thành lập ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Lưu ý các anh chị, Ban Dân tộc không thành lập ở quận, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương. Về thành viên, ban của Hội đồng Nhân dân gồm trưởng ban, một phó trưởng ban và ủy viên. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có một số điểm mới so với luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 như sau. Về thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cũng tương tự như Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 quy định thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy viên Thường trực. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 mở rộng thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện, nâng lên hai phó, ủy viên mở rộng là các trưởng ban. Điểm mới tiếp theo, bổ sung thêm ban dân tộc, thành lập ở Hội đồng Nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh,
có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Theo luật số 47 năm 2019, sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Hội đồng Nhân dân cấp huyện gồm có Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban. Thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và Ủy viên là trưởng ban. Ban của Hội đồng Nhân dân gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội, Ban Dân tộc, thành lập ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, có nhiều người dân tộc thiểu số sinh sống. Thành viên của ban gồm trưởng ban, một phó trưởng ban và ủy viên. Luật số 47 năm 2019 có sửa đổi bổ sung liên quan đến thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện. Cụ thể, luật số 47 năm 2019 không quy định số lượng phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp huyện là 2 như luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 nữa, mà quy định Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp huyện có một phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Theo luật tổ chức Hội đồng Nhân dân năm 2015, Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban. Thường trực Hội đồng Nhân dân gồm có các thành viên, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và một phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Các ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội. Thành viên của các ban gồm trưởng ban, một phó trưởng ban và ủy viên. Về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã, luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 có điểm mới so với luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003 như sau. Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đã bổ sung việc thành lập hai ban trong cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Trước đây, theo luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân năm 2003, Hội đồng Nhân dân cấp xã chỉ có bộ phận Thường trực Hội đồng Nhân dân. Việc luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 bổ sung thêm việc thành lập hai ban ở Hội đồng Nhân dân cấp xã có ý nghĩa nhằm tăng cường sức mạnh của bộ máy Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nghiên cứu về cơ cấu tổ chức của Hội đồng Nhân dân cấp xã theo luật số 47 năm 2019, sửa đổi bổ sung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Hội đồng Nhân dân cấp xã gồm Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban. Thường trực Hội đồng Nhân dân gồm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, một phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và ủy viên là trưởng ban. Ban gồm Ban Pháp chế, Ban Kinh tế xã hội. Thành viên của ban gồm trưởng ban, một phó trưởng ban và ủy viên. Luật số 47 năm 2019 có sửa đổi bổ sung về cơ cấu của Hội đồng Nhân dân cấp xã như sau. Về thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã, luật số 47 năm 2019 bổ sung thêm ủy viên là trưởng ban của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Điều này có ý nghĩa nhằm tăng cường sức mạnh cho bộ máy Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp xã. Như vậy, qua việc nghiên cứu các sơ đồ ở trên, chúng ta đã nắm được các tổ chức bên trong của Hội đồng Nhân dân các cấp gồm Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân. Vậy, Thường trực và các ban của Hội đồng Nhân dân có vị trí vai trò như thế nào? Điều kiện thành viên của Thường trực, Hội đồng Nhân dân, ban của Hội đồng Nhân dân ra sao?
Vì sao luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019 lại quy định điều kiện như vậy? Tiếp sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về các vấn đề này. Chúng ta đi vào phần đầu tiên A nhỏ, Thường trực Hội đồng Nhân dân. Về vị trí vai trò, Thường trực Hội đồng Nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng Nhân dân, lập ra để tổ chức cho Hội đồng Nhân dân hoạt động, ví dụ như chuẩn bị triệu tập kỳ họp Hội đồng Nhân dân, giúp Hội đồng Nhân dân giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Tại sao Thường trực Hội đồng Nhân dân lại có vị trí này? Sự hình thành và vai trò của Thường trực Hội đồng Nhân dân xuất phát từ chế độ làm việc của Hội đồng Nhân dân. Hội đồng Nhân dân làm việc theo kỳ họp. Mỗi năm, Hội đồng Nhân dân họp ít nhất 2 kỳ, thường lệ. Chính vì lẽ đó, Hội đồng Nhân dân cần có một bộ phận thường trực để giúp Hội đồng Nhân dân chuẩn bị triệu tập kỳ họp. Và vào những lúc Hội đồng Nhân dân không họp, bộ phận này sẽ giúp Hội đồng Nhân dân giám sát việc thực hiện các nghị quyết của mình. Về điều kiện thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định Chủ tịch Hội đồng Nhân dân có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Có thể có nghĩa là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, nhưng cũng có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách. Về Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thì luật quy định là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, tức là đối với Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân bắt buộc phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Vậy vấn đề đặt ra là tại sao Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi năm 2019 lại quy định điều kiện như vậy? Điều này mở đường cho các địa phương thực hiện chủ trương nhất thể hóa Chủ tịch Hội đồng Nhân dân với Bí thư cấp ủy đảng cùng cấp. Về điều kiện tiếp theo, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định thành viên của Thường trực Hội đồng Nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Điều kiện này giúp cho việc giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân đối với Ủy ban Nhân dân cùng cấp được khách quan, tránh hiện tượng vừa đá bóng vừa thổi còi. Chúng ta cùng nghiên cứu tiếp mục B, ban của Hội đồng Nhân dân. Về vị trí vai trò, ban của Hội đồng Nhân dân có vị trí vai trò giúp cho Hội đồng Nhân dân chuẩn bị tốt các dự án, đề án trong lĩnh vực mà ban phụ trách, giúp Hội đồng Nhân dân giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Về điều kiện thành viên của ban, đối với cấp tỉnh, cấp huyện, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định trưởng ban có thể là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách, phó trưởng ban là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách. Vậy tại sao trưởng ban thì có thể, trong khi đó phó trưởng ban thì phải là đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách? Quy định này nhằm tạo điều kiện cho các địa phương thiết kế trưởng ban đồng thời là thành viên của ban thường vụ cấp ủy đảng. Điều này nhằm tinh gọn bộ máy, đồng thời tăng cường sự giám sát của các ban Hội đồng Nhân dân. Đối với cấp xã, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định
trưởng ban, phó trưởng ban, các ủy viên hoạt động kiêm nhiệm. Quy định này nhằm giúp tinh gọn bộ máy của Hội đồng Nhân dân cấp xã. Tiếp sau đây, chúng ta cùng tìm hiểu mục 4 nhỏ. Kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Trong phần này, chúng ta sẽ làm rõ các vấn đề sau đây. A nhỏ, tầm quan trọng của kỳ họp Hội đồng Nhân dân. B nhỏ, phân loại kỳ họp. C nhỏ, hình thức họp. D, người tham dự. E, nội dung kỳ họp. Chúng ta cùng đi vào nghiên cứu mục A nhỏ, tầm quan trọng của kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Kỳ họp Hội đồng Nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu và quan trọng nhất của Hội đồng Nhân dân. Tại sao như vậy? Điều này xuất phát từ hai lý do. Thứ nhất, mọi vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân đều được quyết định tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Lý do thứ hai, các hình thức hoạt động khác như hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân, hoạt động của Ban Hội đồng Nhân dân, hoạt động của Đại biểu Hội đồng Nhân dân và Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, suy cho cùng là đều để nhằm trợ giúp cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Về phân loại kỳ họp, chúng ta cùng nhau nghiên cứu ở mục B nhỏ. Hội đồng Nhân dân có hai loại kỳ họp sau đây. Thứ nhất, kỳ họp thường lệ. Một năm, Hội đồng Nhân dân các cấp họp ít nhất 2 kỳ. Thứ hai, kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Kỳ họp này được tổ chức khi có yêu cầu của một trong các chủ thể sau đây. Thứ nhất, Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp. Thứ hai, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp. Thứ ba, ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. Ít nhất 10% tổng số cử tri cấp xã theo danh sách cử tri. Đơn yêu cầu có chữ ký của cử tri. Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 quy định có hai loại kỳ họp, đó là kỳ họp thường lệ và kỳ họp bất thường. Đến Luật số 47 năm 2019 sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, chúng ta đã sửa đổi tên gọi kỳ họp bất thường thành kỳ họp chuyên đề hoặc họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất. Chúng ta cùng nghiên cứu tiếp mục C, hình thức họp. Hội đồng Nhân dân thường họp công khai, tuy nhiên có thể họp kín theo đề nghị của Thường trực Hội đồng Nhân dân cùng cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cùng cấp, hoặc ít nhất 1/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu mục D nhỏ, thành phần tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Thành phần tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân bao gồm thành phần bắt buộc. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân bắt buộc phải tham dự các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Thứ hai, thành phần khách mời. Hội đồng Nhân dân có thể mời một số đối tượng tham dự kỳ họp Hội đồng Nhân dân. Các đối tượng này được quy định tại Điều 81 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Các anh chị và các bạn đọc thêm Điều 81 để nắm được các đối tượng này là những ai. Chúng ta cùng nhau đi vào nghiên cứu mục E, nội dung kỳ họp. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân bàn bạc, thảo luận tập thể và quyết định theo đa số những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình. Quyết định của Hội đồng Nhân dân được thể hiện dưới dạng nghị quyết. Các nghị quyết này được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành
Trừ trường hợp sau đây, phải có ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành. Đó là trường hợp bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân, được quy định tại khoản 3, điều 91, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Hội đồng Nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Để hiểu rõ hơn về đại biểu Hội đồng Nhân dân, chúng ta cùng nhau nghiên cứu mục 5. Đại biểu Hội đồng Nhân dân. Trong phần này, chúng ta sẽ nắm được đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm có các loại đại biểu nào. Thứ hai, những nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thứ ba, về các trường hợp bãi nhiệm, thôi làm nhiệm vụ, tạm đình chỉ và đương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đầu tiên, chúng ta đi vào phần A nhỏ, phân loại đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân gồm đại biểu chuyên trách và đại biểu không chuyên trách. Đại biểu chuyên trách là đại biểu dành toàn bộ thời gian làm việc để làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu không chuyên trách hay còn gọi là đại biểu kiêm nhiệm, tức là vừa làm đại biểu Hội đồng Nhân dân vừa kiêm một công việc khác. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có những nhiệm vụ quyền hạn gì? Chúng ta cùng tìm hiểu ở mục B nhỏ, nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có các nhiệm vụ quyền hạn được quy định tại điều 93 cho đến điều 99 Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015. Xin mời anh chị và các bạn chúng ta cùng tìm hiểu thêm các điều luật này. Ở đây, tôi xin phép được khái quát một số nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân như sau. Thứ nhất, các nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân với tư cách là thành viên của Hội đồng Nhân dân. Với tư cách này, đại biểu Hội đồng Nhân dân có những nhiệm vụ quyền hạn như tham gia kỳ họp Hội đồng Nhân dân, tham gia thảo luận biểu quyết các vấn đề tại kỳ họp, chất vấn, vân vân. Tiếp theo là các nhiệm vụ quyền hạn với tư cách là người đại diện cho nhân dân ở địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có các nhiệm vụ quyền hạn như tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý khiếu nại tố cáo, vân vân. Chúng ta cùng nhau đi vào tìm hiểu tiếp mục C, việc bãi nhiệm, thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân. Nội dung này, anh chị và các bạn chúng ta sẽ đọc trong các điều luật, điều 101, điều 102 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015.